Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirGroup nhận tóc cần kaka các bạn. Thì chương trình AirGroup này nó gần đùm cho 2.000 lượng member may mắn nha các bạn. Thì tổng giải thưởng nó là tới 30.000 đô la tóc cần kaka nha các bạn. Tổng giải thưởng khá là cao các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả video mở đường phong của các bạn. Thì các bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mạng xã hội này bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group để sao đây bạn. Thì các bạn follow join sao kênh Telegram đó nè. Trên Telegram đó các bạn join sao các bạn. Sau khi join vào xong các bạn bắt up đây nè. Các bạn follow Twitter đó nè. Trên Twitter đó thì các bạn theo dõi nè. Sau khi các bạn theo dõi xong thì các bạn up lên nè. Các bạn tweet cái viết nữa nè. Đang 53 người bạn. Rồi các bạn like nha bạn. Các bạn dẫn cho tôi quýt nè. Phát phát các bạn để mình không biết hashtag các bạn. Các bạn ghi hashtag là bỏ khỏi hashtag cũng được các bạn. Các bạn dẫn cho tôi quýt được các bạn. Các bạn dán vào đây nghe ta các bạn. Bạn tự quyết lời. Sau khi các bạn dán tự quyết và tan 5 người bạn của mình xong thì bạn bắt up lên phong nữa các bạn. Các bạn follow kênh Twitter KK thứ hai của nó nè các bạn. Trên Twitter thì bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nữa các bạn. Đây là không kỳ tự quyết, đừng có tự quyết chim ở công. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào Discord nha các bạn. Để mình đăng nhập vào tài khoản của mình các bạn. Xin Discord thì bạn chấp nhận là mời người ta các bạn. Rồi các bạn chấp nhận là mời xong thì các bạn copy cái username của mình nè các bạn. Username Telegram mình ở Discord mình nó nằm cái dẫn bức ảnh avatar của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn trở về Limform các bạn khai báo thôi các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow minimum, đây là không bắt buộc các bạn, thì mình khuyên các bạn follow luôn đi nghe các bạn. Trên minimum thì các bạn follow rồi, vào một follow win rồi bạn bắt up lên các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn để địa chỉ email của tất cả bạn vào các bạn. Kéo. Tiếp tục các bạn dùng địa chỉ bên bsmartchain.bet20 trên YouTube Wallet nha các bạn. Các bạn sao chép đó nè. Rồi các bạn gửi vào Linkform đây nha các bạn. Phan các bạn làm dịch với tiếng Anh các bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn điền username Telegram các bạn. Thì các bạn mở tờ Telegram của tất cả bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba cái anh cùng nè. Các bạn vào setting. Các bạn copy username của mình nằm chỗ này nè các bạn. À cộng anh 5 số 2 cộng anh 5 số 2. Tiếp tục các bạn điền là username tại Twitter các bạn đã follow dán anh ta các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lên link gửi tweet share pin tweet link nè. Thì bạn mang tại Twitter tất cả các bạn dán các bạn. Bạn nhấn ba anh cùng nhấn vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet chứ tăng 5 người bạn anh ta các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lời nữa. Các bạn dán vào đây. Tiếp tục các bạn gửi đi Discord thì mình đã có hướng dẫn các bạn lấy username Discord rồi nha các bạn. Rồi các bạn copy username Discord mình nha các bạn. Các bạn dán vào đây nè. Rồi tiếp tục bấm Z nha bạn. Rồi bấm Z nha bạn. Rồi bấm gỡ cho gỡ liên phong là xong các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 30.000 USDT tóc cần kaka đến đây kết thúc nha bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.